thấy quạ không? Buổi chiều quạ rồi chim biển rồi nó bay tùm lum hết trơn. Chim biển nè, con thỏ nào, chiều chiều chim vịt kêu chiều, băn khoăn nhớ mẹ, chín chiều ruột đây 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 đây. Đi vô mall các bạn ơi, hôm nay đi vô trong mall xem có cái gì rẻ rẻ không mua ha. Lạnh quá trời. Mời phu nhân vô hả? Bye. Bye. Bạn gái hả? Em mà bạn gái anh hả? Có ba đứa con rồi mà ông xã mình nói mình là bạn gái của ảnh. Chuẩn bị mùa Noel nè các bạn, cây Noel đẹp chưa? Cái bữa nữa đó, ngày mai ngày mốt mình cũng lấy cây Noel của mình ra. Cây Noel quá đẹp ha. Không cho đi xu hả? Ông xã qua bên kia mua hot dog. Xin chào các bạn, hôm nay mua bánh hot dog này ra đây ngồi ăn. Mấy đứa con của mình đang ngồi đây chơi trò chơi đó. Mình mua cái bánh này giống như là con dog nhỏ nhỏ này các bạn. Bữa hôm đó mình có ăn lần đấy. Hôm nay ngồi đây ăn ha. Nhìn ngon cho các bạn hấp dẫn. Ăn chấm với bơ nè. Bơ nè nè các bạn. Hey, Dad, come here. Hey, Dad. Sorry. Dad, come here. Ai con sặc anh vậy? Nè các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn ra ngồi đây đợi mấy đứa nhỏ nó chơi trò chơi đó, mình ngồi đây mình ăn nhâm nhi nói chuyện với các bạn nha. Rất là ngon, cay cay, béo béo, bơ nè. Bánh này người ta làm ngon thiệt đó các bạn, mình ăn hoài không thấy chán. Mỗi lần mình đi ngang qua cái chỗ tiệm bánh này nè, cái hiệu này nè các bạn, đó nha, là mình ghé mua cái mini con dog này. Sắp đổ đó, gái mình cứ đi đoạn rồi quay lại bóc ăn. Làm rất là mềm mại, ngon. Cái con dog này, cái hot dog là trong này người ta làm ngon, cái bột đó, cái bọc xung quanh nó vừa ăn mà nó mềm mại, nó xốp xốp, giòn giòn, béo béo, thơm lắm, rất là ngon. Các bạn đi ngang qua chỗ mo nè, đó, thấy cái hiệu này ghé tới ăn, món nào cũng ngon hết. Đó, ăn từ nãy giờ được mấy cái rồi ha, nhìn cái bánh này. Bữa nào mình làm thử bánh con đó này ăn thử. Đó, người ta làm trái cháy ở dưới bánh phòng đây ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khó. Mình mua cho mấy đứa con mình 3 đứa 3 hộp. Mấy đứa nhỏ cũng thích ăn cái này mà nó không có thích chấm cái bơ này. Bơ này người ta làm hơi cay các bạn, cay, ăn với cái này rất là hợp. Bỏ bớt cái cháy ra, ăn mấy cái ngon rồi các bạn, anh em gái này thôi. 4:46 mà thấy trời tối thui rồi các bạn ơi, mùa đông vậy đó. Sáng anh tao rồi vậy, nó không biết tay đi đâu, tay đi bắt rơm rồi kìa. Ngon lắm các bạn. Một hộp như thế này không biết mấy đô nữa, chút xíu nữa mình sẽ tới tiệm để mình coi hộp này người ta bán bao nhiêu đô nha. Mình ăn gần hết rồi nè. Chấm không có hot dog này thì có ngon nha. Cái hot dog không cũng thấy ngon rồi, rồi cái bánh nó ngon nữa, nên kẹp hai cái lại ăn rất là hợp, ngon. Bơ rồi cay cay. À, bơ vừa mặn mặn cay cay bé béo các bạn. Còn có 2 cái rồi, no luôn rồi các bạn ơi. Mình hôm nay mới vừa làm vườn xong các bạn, làm cỏ hết 2 tiếng đồng hồ. Mình mới trồng dâu tay xong, giờ ra đây chút xíu nữa mình về mình sẽ bỏ video trồng dâu tây mùa đông. Mình trồng ở trong nhà, trồng trên cửa sổ hoặc là mình thắp đèn cho mình trồng để xem sao mùa đông như thế nào nha. Đó. Ăn vậy là no rồi đó các bạn. Đó, còn 3 cái ha. Cắt chút xíu nữa về nhà ăn chút. Mặc dài vô đi con. Mấy đứa nhỏ chơi có 10 phút là xong rồi các bạn. Chơi trò chơi chỗ này nè. Xem nè. Đó, người ta cho nước ngọt nè các bạn. Pepsi hay là một loại nước uống gì đây, cũng thử ha. Coca-Cola. Rất là ngon. Hương. Cái ga của nó nhiều quá, nó nồng. Bây giờ mấy đứa nhỏ nhà mình được nghỉ lễ các bạn, cho nên ông xã của mình buổi chiều đi làm về là dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi. Tạm biệt các bạn nha, bây giờ mình dẫn mấy đứa nhỏ đi lòng vòng ở trong khu vực bo này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.